À, em xin thân chào cả nhà mình luôn nha. Hôm nay thời tiết mưa gió không đi rừng được nha mọi người. Hôm nay giao lưu với mọi người dài mẻ Hải Châu cho vui nha. Hôm nay gồm 3 mẻ nha mọi người. Đầu tiên là một cụm rừng nha, 4 thân nha mọi người. 4 thân sống phí nứt tú lui rồi nha mọi người. Coi nó thì chưa đi dơi. Còn về bấm giật chơi cũng hay mọi người. Đó, bấm giật làm cái tàn thiên nhiên. Bốn thân nha, liền cốt nha mọi người. Con này dòng lá tròn nha mọi người. Rồi, góc đế nó ra mọi người. Rồi, đế nấu lên nha. Trải đều luôn. Lá nó ra mọi người, lá tròn. Lá này cũng đẹp nha, lá tròn trái tim nha mọi người. Đây. Mã 1 coi này có hoành tống ngang vị trí đó là 20 nha mọi người, tống hoành tống 20 nha. Hoành một thân là 4 nha mọi người. Hoành một thân là 4. Thân lớn nhất này, thân nhỏ đó thì nhỏ. Chiều cao là 30 nha mọi người. Cao 30. Tán là rộng là 30 luôn nha. Rồi mã đầu tiên em xin giao lưu với mọi người là 250k em bao ship nha. 250k. 4 thân nha mọi người. Rồi em xin qua mã này luôn nha. Tiếp theo em lên coi số 2 nha mọi người. Coi số 2 là một coi hàng tông keo, có dáng mẫu tứ nha mọi người. Đã làm tây tàng gần hoàn thiện rồi. Này, góc đế nó ra mọi người, đế nó non trải nha. Đó, có cái tứ đó nữa rất hay, cái tứ mới làm xây dựng thêm nha, để ở dưới nó trống quá mọi người. Đó. Nó đây. Phủ phê dòng này coi này cũng lá trái tim nha mọi người, trái tim lá nhỏ rất đẹp. Đó, đang làm rất mịn, vì lé cho mọi người xem lé nó đây nha. Lé này lá có trái tim rất là nhật mọi người. Đây. Đó, coi này có gai nha mọi người. Coi này có gai, dòng Hải Châu có gai. Coi này có gai thì nó có gai đây, lé nó đây. Có biết nhé các ta. Đó lé đó. Con này nó lé nó già đang cô lại mọi người, sắp cho bông rồi. Lá bao đẹp luôn nha, lá trái tim hết này. Mã 2, cỡ này có hoành 10 nha mọi người. Hoành tổng ngang góc đó là 10 nha. Chiều cao là 70. Cao tới đỉnh ngọn đó là 70. Tán ngang là rộng là 50 nha mọi người. Rồi mã 2 em xin giao lưu với mọi người là 500k em bao ship nha, 500k. Rồi em xin qua mã này luôn nha. Tiếp theo em lên mã 3 nha mọi người. Mã 3 là một cái cụm 3 thân tam đa nha. Coi là đã làm tây tàng cũng sơ rồi mọi người. Đây. Còn thiếu chỗ đây mọi người, thiếu chỗ đây nó còn hơi trống chút, đang nuôi nhánh đây xuống nữa là dày tàn luôn mọi người. Đó. Thân đang phúng lọc nha mọi người. Lé nó ra mọi người.
Cây này cũng có gai nha mọi người, dòng gai nha, dòng biếng gai. Góc ở đây mọi người, đế nó cũng nở trải nha mọi người, đây. Đó, đế bự. Mã 3 coi này có hoành cái vị trí rồi, tổng nó là 24 nha mọi người, hoành tổng 24 nha. Hoành một thân là 7 nha mọi người. Chiều cao là 36 nha. Tán ngang là 50. Rầu mã số 3 em xin giao lưu cho mọi người là 500k em bao ship luôn nha, 500k. Rồi. Kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha.